Lão lục nữ chủ hằng ngày hành vi giới thiệu vắng tắt. Xuyên qua đơn nữ chủ tu tiên thế giới cái lão lục, trầm cảnh hạ thật vất vả chịu chết tổng tài, chính mình thành công thượng vị, kết quả còn không có ngồi nóng hô, ngủ một giấc xuyên qua trầm cảnh hạ vừa xuyên qua đã bị người nói xấu, nàng thoải mái hóa giải, bắt đầu chính mình lẳng lơ thao tác. Chương 1 Xuyên qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window Aspigon Push nội dung chương này đang được cập nhật. Chương 2 Thẩm vấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nội dung chương này đang được cập nhật. Chương 3 Chạy trốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nội dung chương này đang được cập nhật. Chương 4 Tham gia thu đồ đại điển, 1. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nội dung chương này đang được cập nhật. Chương 5 Tham gia thu đồ đại điển, 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nội dung chương này đang được cập nhật. Chương 6 Tham gia thu đồ đại điển, 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nội dung chương này đang được cập nhật. Chương 7 Tham gia thu đồ đại điển, 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, hồi lâu, thẩm cảnh hạ mới tìm về thanh âm của mình, khàn giọng mở miệng nói Ta không phải tạo bả tin, ta không có sai, có sai chính là đụng ca ca ta người kia, là hắn hại cả nhà chúng ta Nhưng là ta rất hối hận không có vẫn bảo vệ đến ca ca cùng cha mẹ, Ta có lúc thường thường suy nghĩ, nếu như ta có quyền có tiền, trở nên cường đại, có phải hay không cha mẹ sẽ không lại bị thương tổn, cho nên ta sớm kiên định chính mình muốn trở nên cường đại quyết tâm, chỉ có cố gắng mới có thể làm cho ta trở nên cường đại, bảo hộ người ta muốn bảo vệ, cho nên ta là sẽ không. Buông tha, ngươi không cần lại dụ hoặc ta, cái này đã đối với ta vô dụng. Tâm ma nghe vậy, cũng hiểu được chính mình là không có khả năng lại mê hoặc thẩm cảnh hạ đành phải không cam lòng thả nàng ra cảnh trong mơ. Chỉ chớp mắt, Trầm Cảnh Hạ lại về tới Vấn Tâm Lộ, lúc này Trầm Cảnh Hạ cảm giác được trên người uy áp đã không còn, không còn là chỉ có thể bò lên cầu thang. Thẩm Cảnh Hạ lau nước mắt trên mặt, lại bất động thanh sắc nhìn người chung quanh một chút, đại đa số người vẫn dừng lại tại chỗ, bị tâm ma mê hoặc, chỉ có một số ít người thông qua tâm ma mê hoặc đang đi lên. Cảnh Hạ thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đi lên đỉnh núi. Ca ca chờ ta trở nên cường đại, nhất định sẽ tìm được sống lại ngươi phương pháp, mang ngươi cùng nhau tìm phương pháp trở lại thế giới của chúng ta, trầm cảnh hạ nghĩ như vậy. Khi thẩm cảnh hạ leo lên hơn 500 bậc thang, tất cả mọi người đều chấn kinh, một tứ linh căn vậy mà leo được nhiều hơn tam linh căn. Ở trầm cảnh hạ phía sau tam linh căn nhóm nhìn trầm cảnh hạ, hận không thể giết nàng, bị một cái so với mình linh căn kém người vượt qua là thập phần mất mặt biểu hiện ngay cả hai vị trưởng lão đều bị hấp dẫn, nhìn trầm cảnh hạ linh căn phẩm cấp. Tạ trưởng lão không khỏi thở dài. Thang, đáng tiếc, ý chí lực tuy mạnh, nhưng linh căn lại không được tốt lắm, cô nương này tương lai tại tu hành con đường này đi không xa. Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, mới mở miệng. Cũng không nhất định, vạn nhất nàng vận khí nghịch thiên, cũng có thể đắc đạo phi thăng. Tà trưởng lão cũng không đồng ý với quan điểm của nàng, nói không phải ai cũng vận khí nghịch thiên. Tạ trưởng lão cùng lâm trưởng lão cứ như vậy bắt đầu tranh luận ai đúng ai sai. Trở lại trầm cảnh hạ bên này, lúc này nàng đi tới thứ 600 bậc thang lúc, trực giác nói cho nàng không thể lại đi, lại lên một bậc thang tuyệt đối sẽ chết, trầm cảnh hạ không chút do dự bóp nát lệnh bài trở lại vấn tâm lộ đỉnh núi. Ngay cả người ở phía trước cùng phía sau nàng cũng không hiểu vì sao nàng muốn bóp nát lệnh bài, rõ ràng nhìn nàng đi lên rất nhẹ nhàng, Cảm giác nàng còn có thể lên một tầng nữa. Thẩm Cảnh Hạ vừa trở lại vấn tâm lộ đỉnh núi lúc, liền nhìn thấy hai vị trưởng lão đang lẫn nhau đánh nhau cùng một ít người ở nơi đó không biết làm sao. Hai vị trưởng lão cũng chú ý tới Thẩm Cảnh Hạ, nhào nhào đem hỏa lực nhắm ngay Thẩm Cảnh Hạ. Tà trưởng lão mở miệng nói với Trầm Cảnh Hạ: "Thẩm cô nương, ngươi giúp ta bình luận, có phải hay không tất cả linh căn kém người đều khí vận nghịch thiên, chỉ có được thiên đạo ưu ái người?" mới có thể khí vận nghịch thiên, đắc đạo phi thăng, ngươi nói đúng không? Lâm trưởng lão không nói lời nào, chỉ là muốn nhìn xem thẩm cảnh hạ trả lời như thế nào. Thẩm cảnh hạ suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi hồi đáp. Tạ trưởng lão nói đúng, nhưng không nhất định đều nói chỉ có người linh căn tốt đều có thể được thiên đạo ưu ái, khí vận nghịch thiên, đắc đạo phi thăng. Ta cho rằng có thể được thiên đạo ưu ái cùng đắc đạo phi thăng người, ít nhất là một người có thể bảo trì bản tâm, tích cực hướng lên không giết loạn người vô tội, cho nên linh căn vô luận kém bao nhiêu tốt bao nhiêu, chỉ có bảo trì bản tâm, tích cực hướng lên, không giết loạn phẩm chất vô tội, mới có thể sẽ được thiên đạo ưu ái, khí vận. Nghịch thiên, nhưng cũng không nhất định sẽ thành công phi thăng, bởi vì trên đường phi thăng đều sẽ có người ngăn trở. Lâm trưởng lão nghe xong cười ha ha, nói. Nói hay lắm, thẩm cô nương, hôm nay ta phá lệ cho ngươi, ngươi nguyện làm đồ nhi của ta. Tạ trưởng lão nghe xong, lâm vào trầm tư, nhưng không nghĩ tới Lâm trưởng lão muốn thu nàng làm đồ đệ, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tạ trưởng lão vội vàng mở miệng. "Lão Lâm, ngươi cướp đồ đệ với ta như thế nào? Ta đã nói nàng là của ta, ai cũng không được cướp. Thẩm cô nương, ngươi chọn ai làm sư tôn của ngươi?" Lâm trưởng lão trực tiếp mở miệng oán giận nói. "Ta cũng không nghe thấy ngươi nói, Thẩm cô nương." Tạ trưởng lão tính tình một chút liền nổ tung cái này không được đắc tội rất nhiều người, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng lại chọn. Trầm cảnh hạ nghĩ thầm. Ai, chọn ai đều đắc tội, tuy rằng lâm trưởng lão nói đúng, nhưng ta sợ bị tà trưởng lão trả thù, phải nghĩ cái phương pháp. Thẩm cảnh hạ chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng ta rất muốn tuyển tà trưởng lão làm sư tôn, nhưng là ta cảm giác mình vẫn là có chút không xứng, cho nên ta tuyển lâm trưởng lão làm sư tôn. Chương 8 Tham gia thu đồ đại điển. năm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9. Sau khi đột phá gặp lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon, push, thẩm cảnh hạ vốn còn muốn hỏi thăm vương dịp một chút chuyện, đành phải trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy chạy, thở dài một hơi, nàng liền đi chọn đồng phủ của mình. Hơn một canh giờ sau thẩm cảnh hạ rốt cục tìm một cái yên tĩnh sơn động thẩm cảnh hạ tùy ý cả dặm hảo sơn động liền đi sư tôn chỗ ở thanh hư động phủ thanh hư động phủ lâm uyển thanh cảm giác được có người hướng nàng nơi này đến đã đoán được người là ai lâm uyển thanh chỉ là hướng trầm cảnh hạ động phủ phương hướng nhìn thoáng qua không khỏi cười cười cảm thán nàng thật biết chọn động phủ sau liền tiếp tục uống trà đọc sách thẩm cảnh hạ vừa tới thanh hư động phủ liền thấy sư tôn ngồi ở dưới tàn cây ngô đồng uống trà đọc sách. Thẩm cảnh hạ đi tới trước sư tôn hành lễ. Sư tôn mạnh khỏe. Hồi lâu, Lâm Nguyễn Thanh mới từ trong sách nội dung đi ra, gật gật đầu, ý bảo nàng đứng dậy, nói ra ngươi hiện tại mới luyện khí trung kỳ, ta cho ngươi bảy ngày thời gian đem tu vi của ngươi nhắc tới trúc cơ sơ kỳ, ân, ừ, cho ngươi nói xong. Trong tay liền xuất hiện một quyển kiểu nguyệt kiếm tuyệt cùng một thanh pháp khí hạ phẩm kiếm. Cấp bậc vũ khí Pháp khí, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, linh khí, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, pháp bảo, thượng phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, linh bảo, trong linh bảo có linh khí, phân hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, thượng cổ linh bảo là thượng cổ còn sót lại, huyền thiên linh bảo là thượng giới di hạ giới huyền bảo, tiên khí, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thần khí, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thường phẩm đạo khí, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Từ yếu đến mạnh, quyển bí tịch tu tiên này là một loại cơ sở kiếm tu công pháp, thích hợp người mới học tu luyện, thanh kiếm này là pháp khí hạ phẩm kiểu nguyệt kiếm, hai cái phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Nguyễn Thanh nhàn nhạt giải thích. Thẩm cảnh hạ cảm kích tiếp nhận mấy thứ này, nói. Tạ sư tôn dạy bảo, ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Lâm Nguyễn Thanh khoát tay áo, ý bảo nàng có thể đi, đừng quấy rầy nàng đọc sách. Trầm Cảnh Hạ thấy vậy, lui xuống, trở về đồng phủ của mình sau, liền bắt đầu tu luyện, chuẩn bị xung kích trúc cơ sơ kỳ. Sáu ngày sau, Trầm Cảnh Hạ cảm giác mình sắp đột phá trúc cơ sơ kỳ, vội vàng vận chuyển linh lực đến trong cơ thể. Ba nén hương thời gian trôi qua, vẫn không có đột phá hiện tượng, thẩm cảnh hạ nhìn không được bắt đầu nóng nảy. Lúc này, Trầm Cảnh Hạ đạo tâm không ổn định, nàng muốn ổn định đạo tâm nhưng căn bản không bị khống chế. Đột nhiên, không gian xuất hiện gần sống, xuất hiện một cái hố đen, Lâm Uyển Thanh từ trong hố đen đi ra, vội vàng giúp Trầm Cảnh Hạ ổn định đạo tâm, cho nàng rót vào linh lực. Thẩm Cảnh Hạ thấy là sư tôn, trong lòng tràn ngập cảm kích. Lúc này sư tôn mở miệng nói, không nên phân tán lực chú ý, tập trung tinh thần, hảo hảo đột phá. Thẩm Cảnh Hạ gật gật đầu vội vàng tập trung tinh thần để cho mình thành công đột phá. Qua một ngày, Thẩm Cảnh Hạ mới đột phá Trúc Cơ sơ kỳ, Thẩm Cảnh Hạ liền bắt đầu vững chắc cảnh giới. Mà Lâm Uyển Thanh thì trở lại Thanh Hư động phủ, tự hỏi Trầm Cảnh Hạ vì sao cần nhiều linh lực như vậy, theo lý mà nói, đột phá Trúc Cơ sơ kỳ không nên cần nhiều linh lực như vậy, chẳng lẽ trên người nàng có bí mật gì không thể cho ai biết, quên đi, chờ nàng vững chắc cảnh giới sau đó lại đi hỏi nàng, miễn cho nàng suy nghĩ nhiều ống kính chuyển hướng thẩm cảnh hạ, sau khi thẩm cảnh hạ đột phá trúc cơ sơ kỳ, ý thức liền xâm nhập một mảnh trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được, cô mới phát hiện chỗ cô ở là thức hải. Hồi lâu, trầm cảnh hạ nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện một chùm ánh sáng, sau đó chùm ánh sáng này lấy tốc độ cực nhanh mở rộng, trực tiếp đem trầm cảnh hạ tránh đến nhắm mắt lại. Đợi thẩm cảnh hạ chậm rãi thích ứng ánh sáng sau, liền mở mắt, thấy được chính mình đã sớm chết đi ca ca thẩm vũ trạch thẩm cảnh hạ sau khi nhìn thấy hắn nước mắt không ngừng rơi xuống sau đó chạy tới ông lấy hắn nhưng xuyên qua thân thể của hắn thẩm cảnh hạ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người xoay người nhìn về phía hắn có vô số câu muốn đối với hắn oán giận lại chỉ hóa thành một câu ca chúng ta rất nhớ ngươi ngươi vì cái gì muốn bỏ lại ta cùng cha mẹ ô ô ô thẩm vũ trạch đưa tay muốn lau nước mắt cho cô lại nghĩ tới mình không chạm tới em gái của mình, lại buông tay xuống. Thẩm Vũ Trạch khóc cười an ủi nói: "Tiểu hạ, đừng khóc, ca ca cũng nhớ các ngươi, ca ca vẫn luôn ở bên cạnh các ngươi, chỉ bất quá ta là lấy linh hồn bộ dáng xuất hiện ở bên cạnh ngươi, các ngươi đều không nhìn thấy ta." Chương 10. Xuyên qua nguyên nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon push, thẩm cảnh hạ nghe xong khóc càng lớn tiếng, tự hồ là đêm năm đó nhận được toàn bộ ủy khuất tất cả đều khóc lên. Thẩm vũ trạch nhất thời không biết làm sao, muốn an ủi thẩm cảnh hạ lại không biết nên nói cái gì, đành phải gãi tóc phát sâu. Trầm cảnh hạ thấy vậy, nín khóc mỉm cười, cảm xúc tỉnh táo lại về sau, mở miệng hỏi. Ca, vậy ta vì cái gì liền xuyên qua, ngươi lại vì cái gì xuất hiện ở ta thức hải, còn có ngươi vì cái gì lúc này tới tìm ta? Thẩm vũ trạch có chút gãi đầu, ngượng ngùng cười cười nói cái kia a à, tiểu hạ ta nói trước đó ngươi cũng không nên tức giận a à. chính là trước khi xuyên qua ta không biết chuyện gì xảy ra đem hồn phách của ngươi câu ra ta không biết làm sao lấy về làm nửa ngày đột nhiên chính mình liền hôn mê bất tỉnh ta đoán chừng vốn là ta nên xuyên qua kết quả cũng kéo ngươi lại đây sau đó ngươi dẫn chúng ta tới đây lầm tưởng ngươi là ta liền tìm cho ngươi một thi thể nữ đã chết cuối cùng người kia không phát hiện ra ta có thể là trạng thái lúc trước của. Ta quá suy yếu mới không phát hiện ra ta, mà ta ngay tại trong biển thức của ngươi ngủ say, sau đó ta lại hấp thu một cái cổ lực lượng, cứ như vậy thức tỉnh, trước tiên liền đem ngươi kéo vào thức hải. Khóe miệng Thẩm Cảnh Hạ nhìn không được co rút, trong lòng không khỏi cảm thán. Có anh trai như anh, em thật sự cảm ơn anh. Thẩm Vũ Trạch nhìn Thẩm Cảnh Hạ dùng biểu tình không nói gì nhìn mình, mình rõ ràng có chút chột dạ, không dám đối diện với cô thẩm cảnh hạ thấy vậy bất đắc dĩ thở dài nói quên đi ta không trách ngươi hiện tại chúng ta chuyện quan trọng nhất là tìm được đường về nhà bằng không chúng ta còn không có tìm được đường ba mẹ cũng đã không có thẩm vũ trạch thấy cô buông tha cho mình mới thở phào nhẹ nhõm nói tiểu hạ anh cũng không biết đường về nhà ở đâu trước mắt chúng ta nên làm cho mình mạnh mẽ hơn sau đó mới đi tìm trầm cảnh hạ gật gật đầu tán thành cách nói của hắn nói. Cũng đúng, nếu như không có chuyện gì, ta nên đi củng cố cảnh giới của ta, người trước tiên hảo hảo ngủ say ổn định linh hồn của mình. Nói xong, trầm cảnh hạ liền rời khỏi thức hải, bắt đầu củng cố cảnh giới. Thẩm vũ trạch gật đầu, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Mấy ngày sau, thẩm cảnh hạ rốt cục củng cố tốt cảnh giới của mình, khiến nàng không thể không thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, trầm cảnh hạ phù thông tin truyền đến thanh âm sư tôn đồ nhi ta có lời hỏi ngươi nhanh chóng hướng thanh hư động phủ tới thẩm cảnh hà có chút nghi hoặc tò mò sư tôn có lời gì muốn hỏi nàng liền nhanh chóng hướng sư tôn động phủ bay đi thanh hư động phủ lâm uyển thanh đang cùng đại đồ để lý dịch chơi cờ tướng cảm giác được thẩm cảnh hà sắp tới vội vàng thu cờ tướng hành động này để cho lý dịch phi có chút kỳ quái tò mò hỏi sư tôn đây là làm sao vậy vì sao thu cờ tướng Lâm Nguyễn Thanh đang định trả lời thì bị thẩm cảnh hạ cắt ngang. Trầm cảnh hạ thoáng cái nhìn thấy sư tôn bên cạnh nhiều hơn một người, có chút mộng bức, sau khi phản ứng lại, vội vàng hành lễ. Bái kiến sư tôn, sư tôn, không biết vị này là. Lý Dịch Phi tò mò đánh giá thẩm cảnh hạ một chút, hưng phấn nói. Thì ra cô chính là sư muội của tôi, tôi là đại sư huynh Lý Dịch Phi của cô, cô có thể gọi tôi là Lý Sư Huynh hoặc Dịch Phi ca ca thẩm cảnh hạ ra vẻ đáng yêu gật gật đầu nói chào lý sư huynh lâm nguyễn thanh thấy vậy liền biết tiểu tử này lại không nghẹn cái rắm tốt phỏng chừng muốn dạy hư trầm cảnh hạ vội vàng mở miệng nói lý dịch phi nếu như ta nhớ không sai ngươi hình như còn chưa tới kim đan hậu kỳ đi ta nhớ rõ ngươi nhưng là còn hướng ta cam đoan một tháng sau đột phá đến kim đan hậu kỳ hiện tại cách một tháng sau cũng không đến năm ngày còn có lòng dạ nhàn nhã ở chỗ này nói chuyện phím. Lý Dịch Phi nghe xong, lập tức cười ha hả mở miệng. Ta đột nhiên nhớ tới ta hôm nay quần áo còn không có giặt, sư tôn, sư muội, các ngươi trước tán gẫu, ta muốn đi giặt quần áo, bằng không ngày mai không có quần áo mặc.